cũng như đội ngũ tư vấn, quản lý tư vấn và staff của Zenkasa Đà Nẵng 2 nói riêng. Và Kha cũng tin chắc rằng đội ngũ anh chị em IT, ID và cả GID trên toàn Generali Sao & Sen cũng có cái nhìn như vậy. Anh là một người sếp đầy trí tuệ, bản lĩnh, chính trực và luôn nhất quán trong mỗi một quyết định, mỗi một hành động của anh. Đặc biệt, anh luôn luôn là một người sếp biết lắng nghe, thấu hiểu và đầy lòng trắc ẩn. Anh có những điểm rất khác biệt so với những người sếp khác. Anh là một người tài năng và luôn luôn tràn đầy năng lượng. Hôm nay 20 tháng 8 là ngày vô cùng đặc biệt, là ngày vũ trụ đã ban tặng anh cho thế gian này. Zenkasa Đà Nẵng 2 kính chúc anh Vàng đón tuổi mới ngập tràn sức khỏe, luôn mãi bình an để dẫn dắt Generali Sao & Sen mỗi ngày luôn be better như anh đã tâm nguyện. Zenkasa Đà Nẵng 2 kính chúc sếp CAO Trần Văn Vàng đón một tuổi mới đầy hạnh phúc.